Bye. Như bác sĩ vừa mới nhắc đến thì chúng ta có cái giờ, cái nguyên nhân đó là do uh, chế độ ăn nhiều thịt hay là cá ướp muối rồi thì uh, cái đối tượng là uống nhiều rượu và hút thuốc lá nhiều thì chắc là nói về nam giới rồi. Vậy thì uh, ngoài nam giới và vừa nãy thì bác sĩ cũng có nhắc đến cái đối tượng dễ có thể mắc ung thư vòm họng đó là gia đình có tiền sử có người mắc ung thư vòm họng. Vậy thì uh, ngoài ra, ngoài ra thì những cái đối tượng nào nữa? À, cũng có cái nguy cơ mà dễ mắc cái ung thư vòng họng này, thưa bác sĩ. Vâng, à, kính thưa quý vị thính giả, chẳng hạn như là hiện nay ấy, mình ở trong môi trường rất là bụi bẩn vâng. và đặc biệt là người ta nói là khi mà ở trong đô thị hay là ở ngoài mặt đường có cái chất bụi, người ta gọi là chất siêu bụi 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 siêu mịn ấy, thì nó thấm được ca cả cái khẩu trang bình thường, chỉ có khẩu trang đặc biệt thì nó mới ngăn ngừa được cái chất bụi siêu mịn này. Vâng. Thì các cái chất bụi này nó có thể thấm trực tiếp vào cái niêm mạc mũi họng niêm mạc phổi, thì biến thành những cái ung thư lâu ngày thành ung thư. Vì vậy trên là à, do yếu tố môi trường được. nó ảnh hưởng rất nhiều. Hay kể cả những người mà không hút thuốc lá nhưng mà những người xung quanh hút thuốc lá được. thì người ta cũng bị hút thuốc lá thụ động tức là hít phải những hơi thuốc lá được. hoặc là ở những cái gia đình mà quen dùng cái bếp than tổ ong thì cái hơi khí than ấy cũng rất là độc hại. Được. Vì vậy quý vị thính giả thấy rằng là à, tất cả cái yếu tố môi trường sống nó tạo thành cái gây một cái căn bệnh cái nguyên nhân gây bệnh thầm lặng mà chúng ta cần phải biết đề phòng và phát hiện và phòng tránh. Vâng.